Rượu ảnh Trấn Thành gặp trực tiếp với người tố nợ nần, netizen phát hiện điểm bất thường. Giới luật ồn ào bao vây những hình ảnh được cho là Trấn Thành gặp phía người tố nợ nần được chia sẻ rầm rộ. Trấn Thành là lựa chọn hàng đầu của các nhà sản xuất bởi độ bảo chứng về rating, song nam MC cũng không ít lần trở thành tâm điểm của loạt ồn ào. Thời gian gần đây, Trấn Thành trở thành tâm điểm của nhiều drama, từ câu chuyện ở rạp Viên, phát ngôn gây tranh cãi đến vô tình bị réo tên vào một bài đăng bóc phốt quyệt nợ gần 190 triệu đồng vì đi ba. Giữa lúc drama bủa vây thì mới đây hình ảnh được cho là Trấn Thành đến gặp gia đình Atifan tung tin tố mình được chia sẻ rầm rộ. Cụ thể, theo thông tin chú thích, Trấn Thành đã đến gặp mẹ của người đăng bài để giải quyết ồn ào. Không những vậy, tài khoản này còn chia sẻ thái độ cực căng của nam MC khi làm việc. Nhanh chóng, bài đăng thu hút sự chú ý của netizen. Tuy nhiên, hình ảnh được chia sẻ là ảnh cũ được lấy từ buổi làm việc của Trấn Thành và luật sư tại nhà của người đăng bài bóc phốt hồi năm 2020. Thời điểm đó, anh bị một tài khoản tung tin đồn thất thiệt khiến danh tiếng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau đó, nam MC đã cùng luật sư giải quyết cũng như nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng. Ở một bài đăng khác, tấm ảnh được chú thích Trấn Thành đang làm việc với mẹ của Atifan nhưng không rõ mặt của Trấn Thành. Điều này khiến độ chân thực của hình ảnh không được xác thực. Nổi tiếng là người chăm chỉ trên mạng xã hội, nhưng hơn 10 ngày qua, Trấn Thành không có động thái gì trên trang cá nhân, càng không đưa ra bất kỳ phản hồi nào liên quan đến loạt ồn ào gây dậy sóng thời gian qua. Việc drama bủa vây khiến cái tên Trấn Thành xuất hiện liên tục khắp các nền tảng mạng xã hội. Cũng vì thế mà những lùm xùm trong quá khứ của đạo diễn phim Nhà Bà Nữ bị netizen đào lại và chia sẻ rầm rộ. Từ chuyện thị phạm thiếu thuyết phục cho thí sinh đến việc nghi vấn tạo spotlight khi đồng nghiệp ra phim trong quá khứ bị dân tình mang ra bàn tán lại. Chưa dừng lại ở đó, Trấn Thành tiếp tục gặp cảnh tréo ngoe khi câu chuyện đáp trả đàn anh vì bị nhận xét diễn hài luyên thuyên lại bị khui. Cụ thể, trong một buổi chia sẻ, nghệ sĩ Công Lý bày tỏ quan điểm về cách diễn hài ở hai vùng miền Bắc Nam. Có lần tôi đi diễn chung tiểu phẩm với diễn viên miền Nam Trấn Thành, ở trong Nam hay có kiểu diễn tự biên tự tiện nên tôi phải tiết chế Trấn Thành. Cậu ấy cứ bolo bolo, tập một đàn, diễn một nẻo nên tôi phải tiết chế cậu ấy. Chẳng hạn cậu ấy đang táo hài, tôi không thích thì cắt ngang ngay. Tôi sẽ dẫn thoại, thôi thôi tôi biết rồi, tôi cắt ngang không cho cậu ấy tiếp tục. Nếu cứ để cậu ấy sẽ diễn hết cả thời gian của người khác luôn. Cậu ấy cứ luyên tha, luyên thuyên mà tôi chả biết là nói gì. Trước lời nhận xét của đàn anh, Trấn Thành không ngại thẳng thắn đáp trả. Nam MC đình đám cho biết bản thân cảm thấy điều này hơi nhạy cảm. Để góp ý với một ai đó, đặc biệt là bạn diễn trước công chúng, theo tôi là không nên. Có thể góp ý cho nhau sau hậu trường, ở nơi nhậu, trên trường quay, ở đâu cũng được, nhưng không lên báo chí nói nhau. Nếu chúng ta thương nhau, muốn tốt cho nhau thì hãy nên gặp trực tiếp người đó mà nói chuyện. Bên cạnh đó, Trấn Thành cho rằng hài của miền Nam có đặc trưng riêng. Trấn Thành nhận định nếu bản thân có diễn luyên thuyên đi xa với kịch bản thì sẽ có đạo diễn lên tiếng. Khi đạo diễn chưa cắt nghĩa là mình vẫn nằm trong khuôn khổ cho phép. Thậm chí nếu quay về diễn viên có nói nhiều khi dựng phim đạo diễn vẫn có quyền cắt nữa. Đó là sự sáng tạo ngẫu hứng của diễn viên và điều đó theo tôi là rất cần thiết. Ồn ào hiện tại rồi quá khứ bủa vây làm tên tuổi của Trấn Thành ít nhiều bị ảnh hưởng. Ngoài ra những thông tin bên lề như Việt Nam MC bị nhiều nhà sản xuất cho mất tích khỏi các chương trình đình đám khiến netizen càng bàn ra tán vào. Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, đạo diễn phim Nhà Bà Nữ chưa đưa ra phản hồi chính thức nào về những drama gây dậy sóng gần đây. Trên trang cá nhân, Trấn Thành cũng không có động thái nào, dù anh nổi tiếng là người chăm chỉ trên mạng xã hội.